nhân viên phòng thí nghiệm Đài Loan nhiễm COVID-19 vì chuột cắn. Giới chức y tế Đài Loan đang điều tra trường hợp một nhân viên phòng thí nghiệm mắc COVID-19 sau khi bị chuột cắn. Đây cũng là ca dương tính đầu tiên được ghi nhận tại Đài Loan sau nhiều tuần. Hãng AFP hôm 10 tháng 12 cho hay người bị nhiễm làm việc tại Academia Sinica, viện nghiên cứu trụ sở ở Đài Bắc. Người này, nữ giới ở độ tuổi 20, được xác nhận mắc COVID-19 vào tháng 11. Giới chức y tế xác nhận bệnh nhân đã bị chuột cắn 2 lần. Một trong hai con chuột được cố ý lây nhiễm biến thể Alpha và con còn lại nhiễm biến thể Gamma. Ngày 26 tháng 11, tức sau một tuần kể từ khi bị chuột cắn lần 2, nhân viên xuất hiện triệu chứng. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này mắc biến thể Delta. Các chuyên gia vẫn chưa thể xác định nhân viên nhiễm COVID-19 từ chuột hoặc bị lây tại nơi làm việc vì một lý do khác. Chúng tôi cho rằng khả năng cao người bệnh nhiễm virus gây COVID-19 ở nơi làm việc. Theo ông Trần Thời Trung, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan, gần đây, nhân viên phòng thí nghiệm trên không rời khỏi nơi cư trú và đã được tiêm 2 mũi vaccine Moderna. Academia Sinica là phòng thí nghiệm có cấp độ an ninh sinh học cao thứ hai. Gần 100 người tiếp xúc gần với nhân viên phòng thí nghiệm đã được truy vết và yêu cầu cách ly. Trước đó, ca lây nhiễm cộng đồng gần nhất là ngày 5 tháng 11.